Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Vào ngày 15 tháng 11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã công bố lựa chọn Caroline Leavitt, 27 tuổi, làm người phát ngôn Nhà Trắng, theo thông báo từ hãng tin Reuters. Cô Leavitt, người trước đó đã đóng vai trò người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, sẽ trở thành thư ký báo chí trẻ nhất trong lịch sử Nhà Trắng khi chính thức đảm nhiệm vai trò này vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Trong thông báo về quyết định này, ông Trump ca ngợi Leavitt là một người giao tiếp cực kỳ hiệu quả và cho biết cô đã thực hiện công việc phi thường trong suốt chiến dịch tranh cử. Cô Caroline thông minh, cứng rắn và đã chứng minh khả năng giao tiếp xuất sắc. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cô ấy sẽ xuất sắc trên bục phát biểu và giúp truyền tải thông điệp của chúng ta đến người dân Mỹ, ông Trump khẳng định. Với việc Leavitt đảm nhận vai trò này, cô sẽ phá vỡ kỷ lục của Ron Ziegler, người phát ngôn Nhà Trắng trẻ nhất từng nắm giữ vị trí này vào năm 1969, khi chỉ mới 29 tuổi, dưới thời Tổng thống Richard Nixon. Leavitt không phải là cái tên xa lạ trong đội ngũ truyền thông của ông Trump. Trước khi tham gia chiến dịch tranh cử năm 2024, cô từng là trợ lý người phát ngôn Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và sau đó làm giám đốc truyền thông cho hạ nghị sĩ Alice Stefanik. Mặc dù Leavitt có nhiều kinh nghiệm trong các công cuộc truyền thông chính trị, vai trò thư ký báo chí Nhà Trắng sẽ là thách thức lớn đối với cô. Cô sẽ phải đối mặt với áp lực không nhỏ trong việc duy trì uy tín và sự tin cậy với báo giới, đồng thời giữ vững sự trung thành đối với ông Trump, người đã thay đổi đến 4 thư ký báo chí trong nhiệm kỳ đầu của mình. Theo tờ New York Times, Leavitt sẽ phải đáp ứng kỳ vọng cao từ ông Trump cũng như từ các phóng viên tại Nhà Trắng trong bối cảnh môi trường chính trị đầy biến động. Sự lựa chọn Bộ trưởng Quốc phòng của ông Trump có làm gia tăng căng thẳng Mỹ-Trung. Khi Tổng thống đắc cử, ông Donald Trump quyết định chọn ông Pete Hegseth là người dẫn chương trình nổi tiếng của Fox News làm Bộ trưởng Quốc phòng, một làn sóng bất ngờ và lo ngại đã lan rộng trong giới quan sát chính trị và quân sự. Ở tuổi 44, ông Hegseth không chỉ là một cựu chiến binh đã chiến đấu tại Iraq và Afghanistan, mà còn là một nhân vật nổi bật với những quan điểm cứng rắn và lập trường chống Trung Quốc mạnh mẽ. Việc ông được chọn vào vị trí quan trọng này không chỉ làm dấy lên câu hỏi về cách thức lãnh đạo của ông, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ quân sự vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Hegseth trong những phát biểu trước đây từng không ngần ngại chỉ trích Trung Quốc là mối đe dọa toàn diện đối với Mỹ, từ quân sự đến văn hóa. Ông cho rằng Trung Quốc đang xây dựng một đội quân nhằm thay thế Mỹ và mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Những tuyên bố này đã khiến không ít người lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, đặc biệt là khi ông Hegseth sẽ trực tiếp tham gia vào các quyết định quân sự quan trọng. Giáo sư Zhu Feng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Nam Kinh, cảnh báo rằng sự lựa chọn này có thể tạo ra những bất ổn mới, làm gia tăng rủi ro đối đầu quân sự giữa hai cường quốc. Trung Quốc vốn đã theo dõi sát sao các động thái của Mỹ, có lý do để lo ngại khi ông Trump lại một lần nữa chọn một nhân vật có quan điểm cứng rắn về Bắc Kinh. Các chuyên gia nhận định rằng với ông Hegseth, trong vai trò Bộ trưởng Quốc phòng, Mỹ có thể tiếp tục theo đuổi các chính sách đối đầu mạnh mẽ hơn, bao gồm việc tăng cường viện trợ quân sự cho Đài Loan và Philippines, những vấn đề nóng bỏng gây căng thẳng với Trung Quốc. Mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia này, dù có nỗ lực giảm thiểu rủi ro xung đột trong những tháng gần đây, vẫn chưa thể xoa dịu được sự nghi ngại lẫn nhau. Thậm chí, ông Xi Jinhong, một chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh cho rằng, mối quan hệ quân sự giữa hai nước có thể sẽ còn tồi tệ hơn trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump, đặc biệt là khi các đối thoại quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc có thể không mang lại nhiều lợi ích cho Washington nếu chúng không được kiểm soát chặt chẽ. Ông Trump với các lựa chọn như ông Hegseth, nghị sĩ Mike Watts và cựu giám đốc CIA John Zarifi đang rõ ràng thúc đẩy một chiến lược đối đầu mạnh mẽ hơn với Trung Quốc, một chiến lược mà ông cho là cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và bảo đảm nước Mỹ trên hết. Với tuyên bố đầy quyết đoán của mình, ông Trump khẳng định PT là người đứng đầu cứng rắn, thông minh và thực sự tin tưởng vào chính sách nước Mỹ trên hết. Với PT lãnh đạo, kẻ thù của nước Mỹ sẽ được cảnh báo. Câu nói này không chỉ thể hiện sự tự tin mà còn phản ánh một chính sách đối ngoại cực kỳ cứng rắn. Trong đó, Trung Quốc không còn được coi là một đối tác có thể thỏa hiệp, mà là một đối thủ phải được đối xử bằng tất cả sức mạnh của Mỹ.
Những bước đi này của ông Trump cho thấy ông sẽ không ngần ngại thực hiện những quyết định cứng rắn đối với Trung Quốc. Điều này chắc chắn sẽ đẩy mối quan hệ quân sự Mỹ-Trung vào một tình thế căng thẳng hơn bao giờ hết. Liệu quyết định này của ông Trump sẽ dẫn đến một kỷ nguyên đối đầu mới hay là sự leo thang không thể tránh khỏi trong cuộc cạnh tranh toàn cầu giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới? Câu trả lời có lẽ sẽ chỉ được hé lộ trong những tháng ngày sắp tới, khi ông Hexit chính thức nắm quyền lãnh đạo tại Lầu Năm Góc. Ông Donald Trump đã đưa ra hai lựa chọn mạnh mẽ và đầy quyết đoán để đối đầu với Trung Quốc trong chính quyền mới của mình. Thượng nghị sĩ Marco Rubio và nghị sĩ Mike Wallace, cả hai đều nổi bật với lập trường cứng rắn trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là trong quan hệ với Trung Quốc. Ông Marco Rubio, thượng nghị sĩ bang Florida, được xem là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí ngoại trưởng trong chính quyền của ông Trump. Ông Rubio là người có lập trường cứng rắn về chính sách đối ngoại, luôn thúc đẩy một chiến lược mạnh mẽ đối với các đối thủ của Mỹ, đặc biệt là Trung Quốc, Iran và Cuba. Trong suốt sự nghiệp, ông đã không ngừng chỉ trích chính sách đối ngoại mềm mỏng của các chính quyền trước và cam kết sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia Mỹ một cách kiên quyết. Sau thất bại trong cuộc đua giành đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào năm 2016, ông Rubio đã tiếp tục ủng hộ ông Trump và trở thành một trong những cố vấn quan trọng trong việc xây dựng chiến lược đối ngoại của ông Trump, bao gồm cả việc chuẩn bị cho cuộc tranh luận giữa ông Trump và ông Biden vào năm 2020. Nếu được bổ nhiệm, ông Rubio sẽ là người gốc Latin đầu tiên giữ chức vụ Ngoại trưởng Mỹ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng Cộng Hòa. Bên cạnh ông Rubio, ông Trump cũng cân nhắc bổ nhiệm nghị sĩ Mike Wallace làm cố vấn an ninh quốc gia. Ông Wallace, một cựu đại tá trong lực lượng vệ binh quốc gia, là người rất cứng rắn trong vấn đề Trung Quốc và đã nhiều lần cảnh báo về sự gia tăng của hoạt động quân sự và kinh tế Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Wallace từng là chiến sĩ mũ nổi xanh, tham gia nhiều chiến dịch quân sự tại Afghanistan và có nhiều kinh nghiệm trong các chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, bao gồm cả thời gian làm việc tại Lầu Năm Góc dưới chính quyền George Bush. Ông là một trong những người đầu tiên kêu gọi đảo ngược quyết định rút quân khỏi Afghanistan của Tổng thống Joe Biden vào năm 2021 và nhấn mạnh rằng Mỹ cần phải duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Sự lựa chọn ông Wallace cũng phản ánh quyết tâm của ông Trump trong việc xây dựng một chính sách an ninh quốc gia mạnh mẽ, sẵn sàng đối đầu với các mối đe dọa từ các thế lực lớn như Trung Quốc. Sự kết hợp giữa ông Rubio và ông Wallace trong đội ngũ của ông Trump sẽ không chỉ tiếp tục củng cố quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc, mà còn khẳng định rằng chính quyền mới sẽ theo đuổi một chiến lược đối ngoại mạnh mẽ hơn, bảo vệ lợi ích của Mỹ và đối phó với các thách thức toàn cầu. Trong khi đó, những thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo của ông Trump, bao gồm cả những vị trí quan trọng như Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, đang dần được hé lộ với nhiều tên tuổi đáng chú ý như Thống đốc bang South Dakota, bà Kristi Noem, được cho là ứng viên tiềm năng cho vị trí này. Với những lựa chọn mạnh mẽ như vậy, ông Trump rõ ràng đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu không khoan nhượng với Trung Quốc, và cả hai tướng này sẽ là những nhân vật chủ chốt trong chiến lược đối ngoại và an ninh quốc gia của ông. Nội các Trump 2.0 – thời của những nhân vật sừng sỏ. Chưa đầy một tuần sau khi tái đắc cử, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nhanh chóng bắt đầu bổ nhiệm các thành viên nội các đầu tiên cho chính quyền thứ hai của mình. Những quyết định nhân sự này không chỉ cho thấy quyết tâm của ông Trump trong việc thực hiện các lời hứa tranh cử, mà còn phản ánh chiến lược mới nhằm đẩy mạnh các chính sách đối nội và đối ngoại của Hoa Kỳ. Việc công bố danh sách nội các sớm hơn 2 tháng trước ngày nhậm chức 20 tháng 1 năm 2025 cho thấy ông Trump muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các ưu tiên của mình. Các lựa chọn đến nay là sự kết hợp giữa những nhân vật trung thành, doanh nhân và những người ủng hộ mạnh mẽ các chính sách bảo thủ. Mục tiêu của ông Trump là đảm bảo xung quanh mình là những cộng sự cùng chí hướng, sẵn sàng thúc đẩy các chương trình nghị sự mang tính đột phá. Một trong những quyết định đáng chú ý nhất là việc bổ nhiệm bà Susie Wise làm tránh văn phòng Nhà Trắng, đánh dấu lần đầu tiên một phụ nữ đảm nhiệm vị trí này. Bà Wise được biết đến là người đã dẫn dắt thành công chiến dịch tranh cử của ông Trump. Vai trò tránh văn phòng được xem như người gác cổng cuối cùng, giúp định hình các ưu tiên chính sách và điều phối hoạt động hàng ngày của Nhà Trắng. Đặc biệt, vị trí này không cần Thượng viện phê chuẩn, giúp bà Wise nhanh chóng bắt tay vào công việc. Ngoài ra, các báo cáo cho thấy Hạ nghị sĩ Alice Stefanik sẽ đảm nhiệm vị trí đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, thể hiện một bước chuyển mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại, đặc biệt liên quan đến các vấn đề Trung Đông. Bà Stefanik là người ủng hộ nhiệt thành cho Israel, hứa hẹn những bất đồng mới với Liên Hiệp Quốc trong nhiệm kỳ tới. Cựu hạ nghị sĩ Lee Zeldin được đề cử lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA.
Ông Sheldon đã cam kết sẽ bãi bỏ các quy định môi trường gây cản trở doanh nghiệp và đẩy mạnh sự thống trị về năng lượng của Mỹ, cho thấy một lập trường rất khác so với các chính sách môi trường của chính quyền Biden. Một số lựa chọn nhân sự khác cũng nhấn mạnh đến các vấn đề nhập cư và an ninh biên giới. Ông Tom Homan, cựu quyền giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, ICE, được bổ nhiệm làm ông trùm biên giới mà không cần qua Thượng viện phê chuẩn. Ông Homan sẽ chịu trách nhiệm giám sát chính sách trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, một lĩnh vực mà ông Trump cam kết sẽ cứng rắn hơn trong nhiệm kỳ này. Bên cạnh đó, ông Stephen Miller, một trong những trợ lý lâu năm và trung thành của Trump, được chọn làm phó tránh văn phòng Nhà Trắng. Bà Kristi Noem, thống đốc bang South Dakota, dự kiến sẽ đứng đầu Bộ An ninh Nội địa. Cả Miller và Noem đều có quan điểm cứng rắn về nhập cư, đồng thời thể hiện sự trung thành tuyệt đối với các chính sách của Trump. Việc lựa chọn những người thân tín và có cùng tư tưởng bảo thủ cho các vị trí quan trọng phản ánh chiến lược của Trump nhằm thực hiện các chính sách ưu tiên trong nước một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đặc biệt, việc kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện sau cuộc bầu cử giúp Trump có lợi thế lớn trong việc phê chuẩn các đề cử quan trọng, đồng thời tạo điều kiện để đẩy mạnh các cải cách chính sách mà ông đã hứa trong chiến dịch. Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ Quốc hội, chính quyền Trump 2.0 được kỳ vọng sẽ triển khai các chính sách quyết liệt hơn, từ kiểm soát biên giới, thúc đẩy chủ nghĩa biệt lập cho đến điều chỉnh các chính sách đối ngoại nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ trên trường quốc tế. Sự trở lại của Trump với một đội ngũ nhân sự mạnh mẽ và trung thành có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho nước Mỹ, hứa hẹn những thay đổi sâu rộng cả về chính trị lẫn kinh tế. Về chính sách an ninh quốc gia và đối ngoại, ông Donald Trump đang cân nhắc bổ nhiệm hai nhà lập pháp nổi tiếng của Florida, những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc và Iran vào các vị trí quan trọng trong nội các mới. Hạ nghị sĩ Mike Wurns, người luôn trung thành với ông Trump và có kinh nghiệm phục vụ quân đội tại Afghanistan, Trung Đông và Châu Phi, dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh quốc gia. Với vai trò này, ông Wurns được kỳ vọng sẽ đảm nhận các vấn đề địa chính trị, bao gồm xung đột Nga-Ukraine và căng thẳng giữa Israel và Hamas. Theo các nguồn tin từ báo chí Mỹ ngày 12 tháng 11, ông Trump cũng dự định bổ nhiệm thượng nghị sĩ Marco Rubio làm ngoại trưởng. Ông Rubio, 53 tuổi, hiện là phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện và thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Cả Rubio và Wurz đều có lập trường kiên quyết đối với Trung Quốc, thường chỉ trích các quốc gia châu Âu vì không chi tiêu đủ cho quốc phòng như cam kết và hoài nghi khả năng các đồng minh châu Âu có thể đáp ứng yêu cầu phòng thủ của NATO. Trong một báo cáo gần đây vào tháng 9, ông Rubio nhấn mạnh Trung Quốc là đối thủ mạnh nhất mà Mỹ từng đối mặt. Ông cũng cho rằng cuộc chiến Ukraine sẽ kết thúc bằng một giải pháp thương lượng, theo chia sẻ với đài NBC. Tờ Infostar ngày 15 tháng 11 đưa tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng cho khả năng nối lại đối thoại toàn diện với Mỹ và điều quan trọng là phải tính đến lập trường của nước nơi cuộc đối thoại diễn ra. Giám đốc Viện Nghiên cứu Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga, ông Konstantin Shukhovakhov, đã chỉ ra một số địa điểm có thể tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Putin với Tổng thống mới của Mỹ là ông Donald Trump. Ông Shukhovakhov loại trừ Hungary vì cho rằng dù Thủ tướng Hungary Viktor Orbán có lập trường hợp lý, nhưng việc Budapest là thành viên của Liên minh châu Âu EU sẽ ngăn cản nước này tổ chức một cuộc họp cấp cao như vậy. Vị chuyên gia gợi ý rằng một trong những quốc gia ở châu Á, châu Phi hoặc Nam Mỹ có thể được chọn làm địa điểm. Chắc chắn sẽ không phải là Nhật, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Ấn Độ có thể là ứng cử viên phù hợp, tuy nhiên cũng có khả năng lớn là cuộc họp có thể diễn ra ở Việt Nam hoặc một số quốc gia châu Phi như Ai Cập, Nam Phi hoặc Brazil, ông Shukhovakhov nói. Cũng trong ngày 15 tháng 11, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nói với Investia rằng Thụy Sĩ đã sẵn sàng làm nơi tổ chức thượng đỉnh tiềm năng giữa ông Putin và ông Trump. Theo truyền thống, chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ tập trung vào việc cung cấp dịch vụ trung gian bất cứ khi nào cả hai bên đồng ý. Trưởng phòng báo chí của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, ông Nicolas Bidault nói. Tuy nhiên, theo Investia, Nga vẫn rất hoài nghi về sự trung lập của Thụy Sĩ, xét đến việc Thụy Sĩ ủng hộ các lệnh trừng phạt chống lại Nga và hợp tác tích cực với các lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Ngày 15 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau gần 2 năm, theo hãng thông tấn TASS. Điện Kremlin cho biết, cuộc điện đàm diễn ra theo yêu cầu của Đức
và ông Putin đã nói rõ với ông Scholz rằng bất kỳ thỏa thuận nào chấm dứt xung đột ở Ukraine đều phải tính đến lợi ích an ninh của Nga và phản ánh thực tế lãnh thổ hiện nay. Tổng thống Nga cũng nói rằng cuộc xung đột bị kích động trực tiếp do chính sách hung hăng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, thể hiện qua nỗ lực biến Ukraine thành bàn đạp chống Nga, xâm phạm quyền của người nói tiếng Nga tại Ukraine và phớt lờ lợi ích an ninh của Moscow. Ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán, nhưng các cuộc đàm phán đã bị Ukraine phá vỡ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng nước này vẫn cởi mở với đối thoại. Đáp lại, ông Scholz kêu gọi ông Putin chấm dứt xung đột và rút quân, đồng thời nói rằng Đức có kế hoạch hỗ trợ Kiev miễn là còn cần thiết. Theo người phát ngôn chính phủ Đức Stefan Hibestrit, Thủ tướng kêu gọi Nga thể hiện thiện chí đàm phán với Ukraine nhằm mục đích đạt được hòa bình công bằng và lâu dài, ông Hibestrit nói. Bên cạnh vấn đề Ukraine, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về quan hệ song phương Nga-Đức. Ông Putin cho rằng quan hệ hai nước xấu đi chưa từng có trong mọi lĩnh vực và nguyên nhân là do chính sách không thân thiện của Đức. Ông Putin và ông Scholz cũng thảo luận về tình hình ở Trung Đông. Ông Scholz bày tỏ sự quan ngại với ông Putin về thông tin quân Triều Tiên được triển khai tới Nga. Sau cuộc điện đàm kéo dài một giờ, các quan chức Đức nói với TASS rằng hai nhà lãnh đạo đã đồng ý giữ liên lạc. Cuộc điện đàm ngày 15 tháng 11 là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức sau gần 2 năm. Cuộc gọi gần nhất của hai người là vào tháng 12 năm 2022. Theo TASS, ông Scholz là nhà lãnh đạo đầu tiên của một quốc gia phương Tây liên lạc trực tiếp với ông Putin sau thời gian dài gián đoạn. Đánh giá mới nhất của ông Putin và ông Zelensky về cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi Tổng thống Liên bang Nga nói rằng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào để chấm dứt xung đột với Kiev đều phải phản ánh thực tế lãnh thổ mới, thì Tổng thống Ukraine dự báo cuộc chiến với Liên bang Nga sẽ kết thúc sớm hơn dưới thời Donald Trump. Điện Kremlin cho biết trong cuộc điện đàm ngày 15 tháng 11, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chia sẻ với Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào để chấm dứt xung đột với Ukraine đều phải phản ánh thực tế lãnh thổ mới. Trong bản tường thuật về cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ tháng 12 năm 2022, Điện Kremlin nêu rõ các thỏa thuận có thể đạt được phải tính đến lợi ích an ninh của Liên bang Nga, xuất phát từ thực tế lãnh thổ mới và quan trọng nhất là giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây dự báo rằng cuộc chiến của Liên bang Nga chống lại đất nước ông sẽ kết thúc sớm hơn dưới thời chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Phát biểu với đài phát thanh Shopsply của Ukraine, ông Zelensky nêu rõ cuộc chiến sẽ kết thúc nhưng không có ngày chính xác. Dĩ nhiên, với chính sách của đội ngũ này, những người sẽ lãnh đạo Nhà Trắng, cuộc chiến sẽ kết thúc sớm hơn. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng nếu hòa bình công bằng là điều quan trọng đối với Ukraine. Đánh giá về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Liên bang Nga và Thủ tướng Đức hôm 15 tháng 11, trong một phát biểu qua video vào tối cùng ngày, ông Zelensky cho rằng cuộc gọi giống như mở hộp Pandora, làm suy yếu nỗ lực cô lập nhà lãnh đạo Liên bang Nga và nó đã cho Nga cơ hội không thay đổi gì trong chính sách của mình, không làm bất kỳ điều gì thực sự. Tổng thống Ukraine cảnh báo sẽ không có bất kỳ thỏa thuận Minsk nào, đồng thời chỉ rõ Ukraine cần một nền hòa bình thực sự. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ nỗ lực mạnh mẽ để chấm dứt cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine. Phát biểu tại một buổi gala của Viện Chính sách nước Mỹ, trước tiên American First Policy Institute ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thuộc bang Florida, Mỹ hôm 14 tháng 11 theo giờ địa phương, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhấn mạnh chúng ta sẽ làm việc vì Trung Đông và sẽ làm việc rất quyết liệt trong vấn đề Nga và Ukraine. Tình hình này phải chấm dứt, Nga và Ukraine phải dừng lại,
hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15 tháng 11 dẫn phát biểu của ông Donald Trump cho biết thêm, tôi đã thấy một báo cáo hôm nay. Trong 3 ngày qua, hàng nghìn và hàng nghìn người đã bị giết chết. Đó là các binh sĩ. Nhưng dù là binh sĩ hay dân thường tại các thị trấn, chúng ta sẽ giải quyết việc này. Theo báo The Kyiv Independent, ngày 15 tháng 11, chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đã làm gia tăng lo ngại cho Ukraine về tương lai của viện trợ quân sự từ phương Tây trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Liên bang Nga. Trước đó, Fox News đưa tin vào ngày 13 tháng 11 rằng ông Trump có thể sớm bổ nhiệm một đặc phái viên hòa bình cho Ukraine để dẫn dắt các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến với Liên bang Nga. Một nguồn tin cho biết sẽ có một đặc phái viên cấp cao, người có uy tín sẽ được giao nhiệm vụ tìm kiếm một giải pháp hòa bình và việc bổ nhiệm sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, ông Gennady Gentilov nói rằng Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khởi xướng. Ngày 14 tháng 11, Đại sứ Nga tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, ông Gennady Gentilov nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khởi xướng. Nhưng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào cũng cần phải dựa trên thực địa, hãng Reuters đưa tin. Ông Donald Trump đã hứa sẽ giải quyết xung đột ở Ukraine trong một đêm. Được thôi, hãy để ông ấy thử. Tất nhiên, chúng tôi là những người thực tế, chúng tôi hiểu rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra, ông Gatilov nói. Nhưng nếu ông ấy bắt đầu hoặc đề xuất điều gì đó để bắt đầu tiến trình chính trị, thì điều đó rất đáng hoan nghênh, vị đại sứ nói thêm. Ông Gatilov nói thêm rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào như vậy cần phải dựa trên cái mà ông gọi là tình hình thực địa. Trong đó, ông cho rằng Moscow đang có lợi thế trên chiến trường. Ông Gatilov cho biết việc ông Donald Trump thắng cử có thể tạo cơ hội cho Nga và Mỹ đối thoại, nhưng vẫn hoài nghi về việc thiết lập lại quan hệ rộng hơn. Giới tinh hoa chính trị Mỹ, bất chấp những thay đổi chính trị trong nước, Washington luôn theo đuổi lập trường kiềm chế Moscow. Thật không may là định hướng này đã ăn sâu bén rễ vào việc thay đổi chính quyền không làm thay đổi được nhiều, ông Gatilov nói. Sự thay đổi duy nhất có thể xảy ra là đối thoại giữa các quốc gia của chúng ta, điều còn thiếu trong nhiều năm qua, ông Gatilov nói thêm. Phía ông Donald Trump chưa lên tiếng về phát ngôn của đại sứ Nga. Lãnh đạo Triều Tiên lệnh sản xuất hàng loạt UAV cảm tử. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã nhấn mạnh rằng máy bay không người lái UAV đang ngày càng trở thành một yêu cầu thiết yếu trong khía cạnh quân sự hiện nay. Phát biểu này của ông Kim Jong-un cho thấy sự quan trọng ngày càng tăng của UAV trong chiến lược quân sự của Triều Tiên. Đặc biệt, trong bối cảnh các công nghệ quân sự hiện đại ngày càng phát triển và những biến động trong quan hệ quốc tế ngày càng phức tạp. Máy bay không người lái, với khả năng thực hiện các nhiệm vụ tấn công, giám sát, trinh sát mà không cần sự tham gia trực tiếp của con người, mang lại nhiều lợi thế cho quân đội, giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa các chiến lược tác chiến. Lãnh đạo Triều Tiên cũng cho biết, UAV có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực tấn công chính xác, theo dõi mục tiêu từ xa và thực hiện các nhiệm vụ do thám mà không bị phát hiện. Điều này phù hợp với chiến lược phát triển quân sự của Triều Tiên, đặc biệt là khi nước này đang đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế và tình hình căng thẳng trong khu vực. Sự chú trọng vào công nghệ UAV cũng phản ánh sự tiến bộ trong năng lực quốc phòng của Triều Tiên khi họ tìm cách nâng cao sức mạnh quân sự mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào các phương tiện truyền thống. Việc đưa UAV vào quân đội cũng có thể là một cách để Triều Tiên phát triển sức mạnh quân sự mà không vi phạm trực tiếp các cam kết quốc tế, vì UAV có thể được coi là một công nghệ nửa quân sự với các ứng dụng ngoài chiến đấu. Trong tương lai, việc phát triển và ứng dụng UAV có thể sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Triều Tiên. Ngày 15 tháng 11, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin, lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát trực tiếp cuộc thử nghiệm hiệu suất của các máy bay không người lái UAV tự sát, nhấn mạnh sự cần thiết phải sản xuất hàng loạt và nhanh chóng đưa loại vũ khí này vào hoạt động.
Ông Kim đã chỉ đạo các cuộc thử nghiệm được thực hiện bởi một viện nghiên cứu trực thuộc Tổ hợp Công nghệ Máy bay Không Người Lái cùng các công ty liên quan vào ngày 14 tháng 11. Trong các cuộc thử nghiệm, UAV tự sát đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu, bay theo nhiều tuyến đường chiến thuật đã được lập trình sẵn trước. Điều này cho thấy sự phát triển đáng kể trong khả năng tấn công chính xác của Triều Tiên, đồng thời phản ánh chiến lược quân sự của nước này trong việc gia tăng sức mạnh phòng thủ và tấn công mà không cần sử dụng đến quân lực trực tiếp. UAV tự sát với khả năng tấn công mục tiêu chính xác và không bị phát hiện có thể đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự của Triều Tiên. Sự nhấn mạnh của ông Kim Jong-un về việc sản xuất hàng loạt UAV tự sát cho thấy sự quyết tâm của Triều Tiên trong việc phát triển các loại vũ khí công nghệ cao để đối phó với các thách thức quân sự và chính trị trong khu vực. Điều này cũng cho thấy sự gia tăng trong việc ứng dụng công nghệ UAV vào các chiến lược quân sự hiện đại, nơi các loại vũ khí này có thể được sử dụng để tấn công chính xác, giám sát mục tiêu từ xa và thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu mà không cần sự tham gia trực tiếp của quân đội. Theo thông tin từ KCNA, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh rằng các máy bay không người lái UAV tự sát sẽ được sử dụng trong các phạm vi tấn công khác nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ tấn công chính xác mọi mục tiêu của kẻ thù, bao gồm cả trên mặt đất và trên biển. Trong cuộc giám sát của thử nghiệm UAV mới, ông Kim bày tỏ sự hài lòng với kết quả thử nghiệm và nhấn mạnh nhu cầu phải nhanh chóng đưa các UAV này vào sản xuất hàng loạt với quy mô lớn. Ông Kim cho rằng UAV đang nổi lên như một yêu cầu thiết yếu trong khía cạnh quân sự hiện nay, đồng thời cho biết công nghệ UAV đang trở thành một phần quan trọng trong cuộc cạnh tranh quân sự toàn cầu. Lãnh đạo Triều Tiên nhận định, việc sử dụng UAV như phương tiện chính cho năng lực quân sự đang được đẩy nhanh trên thế giới, nhấn mạnh những ưu điểm vượt trội của UAV, bao gồm phạm vi ứng dụng quân sự rộng rãi, chi phí sản xuất thấp và dây chuyền sản xuất đơn giản. Ông Kim khẳng định rằng Triều Tiên có đầy đủ khả năng và tiềm năng để sản xuất và giới thiệu nhiều loại UAV khác nhau, đồng thời sẽ tìm cách kết hợp và áp dụng các phương pháp chiến thuật mới để đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại. KCNA cho biết, chuyến giám sát mới nhất của ông Kim đánh dấu một sự kiện mang tính bước ngoặt trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia của Triều Tiên. UAV tự sát, theo ông Kim, là công cụ thực tế và cần thiết trong việc tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia và ngăn chặn các mối đe dọa, thách thức từ bên ngoài. Cuộc thử nghiệm hiệu suất của UAV lần đầu tiên được Triều Tiên công bố vào tháng 8 dưới sự giám sát của chính lãnh đạo Kim Jong-un, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược quân sự của nước này. Triều Tiên tuyên bố sát cánh cùng Nga đến khi chiến thắng Ukraine. Theo Reuters, Ngoại trưởng Triều Tiên Choi Soon-sil nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục đồng hành với Nga cho đến ngày chiến thắng, trong bối cảnh hai quốc gia đang củng cố mối quan hệ. Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow vào ngày 1 tháng 11, bà Choi bày tỏ niềm tin vững chắc vào khả năng quân đội và nhân dân Nga sẽ giành được thắng lợi vĩ đại dưới sự lãnh đạo tài tình của Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền chủ quyền và an ninh quốc gia của đất nước. Bà Choi Soon-sil, Ngoại trưởng Triều Tiên, đã nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng các đồng chí Nga cho đến ngày chiến thắng. Mặc dù không nêu rõ, nhưng các hãng thông tấn như Reuters và AFP cho rằng bà đang ám chỉ đến ngày Nga giành thắng lợi trong xung đột với Ukraine. Ngoài ra, bà Choi kêu gọi hai nước tiếp tục củng cố mối quan hệ song phương theo hiệp ước đã được ký kết hồi tháng 6, trong đó có các điều khoản về phòng thủ chung. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh mối quan hệ rất khăng khít giữa quân đội hai nước, cho rằng điều này sẽ giúp Nga và Triều Tiên cùng nhau giải quyết những vấn đề an ninh quan trọng. Ông cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với các đồng minh Triều Tiên vì lập trường kiên định của họ về tình hình hiện tại ở Ukraine. Bà Choi Soon-sil hiện đang có chuyến thăm chính thức tới Nga. Trước khi diễn ra hội đàm, bà Choi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tham dự lễ khánh thành biển kỷ niệm về chuyến thăm Liên Xô năm 1949 của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh phương Tây đã chỉ trích Triều Tiên vì nghi ngờ rằng nước này gửi hàng nghìn binh sĩ tới Nga, với khả năng điều động lực lượng đó tham gia vào xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, vào ngày 30 tháng 10, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã phủ nhận những cáo buộc này, cho rằng chúng chỉ là cáo buộc một chiều nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những vấn đề thực sự đe dọa đến hòa bình và an ninh toàn cầu. Ông cũng khẳng định rằng mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Triều Tiên trong cả lĩnh vực quân sự lẫn các lĩnh vực khác hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế. Cả thế giới phải nín thở trước quân lệnh mang số 00122 của Triều Tiên.
Gần đây, tình hình trên bán đảo Triều Tiên diễn biến căng thẳng. Bình Nhưỡng đã có những tuyên bố mạnh mẽ về vụ cho nổ tuyến đường liên Triều, coi đây là một phần trong chiến lược phân tách rõ ràng giữa hai miền Triều Tiên. Điều này cho thấy quyết tâm của Triều Tiên trong việc khẳng định chủ quyền và không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ Hàn Quốc. Vụ việc này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ kinh tế và liên lạc giữa hai miền. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, hành động này có thể được xem như một thông điệp mạnh mẽ từ Bình Nhưỡng về việc duy trì lập trường cứng rắn và không nhượng bộ trước các áp lực từ phía Hàn Quốc và Mỹ. Các động thái như vậy thường dẫn đến phản ứng mạnh từ phía Hàn Quốc và có khả năng làm gia tăng sự căng thẳng trong khu vực. Điều này khiến cho việc tìm kiếm giải pháp hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên trở nên khó khăn hơn. Hãng thông tấn KCNA ngày 16 tháng 10 đưa tin rằng các tuyến đường bộ và đường sắt nối Triều Tiên với Hàn Quốc ở khu vực biên giới phía nam Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Theo lệnh số 00122 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày 15 tháng 10 đã thực hiện biện pháp cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt liên Triều tại các phần phía đông và phía tây của khu vực biên giới phía nam Triều Tiên. Đây được coi như một phần của quá trình phân tách hoàn toàn lãnh thổ Triều Tiên khỏi lãnh thổ của Hàn Quốc, KCNA đưa tin. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết rằng, trong ngày 15 tháng 10, các đoạn đường bộ và đường sắt dài 60m ở xã Kamhori, huyện Kosong, tỉnh Gangwon và các tuyến đường bộ và đường sắt dài 60m ở Tongneri, huyện Panmun, thành phố Kaesong đã bị cắt đứt hoàn toàn bằng cách nổ mìn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để củng cố khu vực biên giới với Hàn Quốc. Phát ngôn viên Bộ Bảo vệ Đất đai và Môi trường Triều Tiên xác nhận rằng vụ nổ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sinh thái xung quanh, nhấn mạnh các tuyến đường liên Triều đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trước đó, ngày 15 tháng 10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS nói rằng Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường liên Triều ở phía Triều Tiên, theo hãng thông tấn Yonhap. Quân đội Hàn Quốc khi đó đã nổ súng cảnh cáo nhằm đáp trả động thái của Triều Tiên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!